Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải vừa triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, việc triển khai công tác bầu cử tại huyện Mù Cang Chải đảm bảo tiến độ. Ủy ban bầu cử huyện đã quán triệt các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, thành lập ban chỉ đạo bầu cử gồm 1.114 thành viên. Huyện đã tổ chức các hội nghị hiệp thương đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được giới thiệu theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải bầu 33 đại biểu chính thức, Hội đồng Nhân dân cấp xã là 295 đại biểu. Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải có 7 đơn vị bầu cử, cấp xã thị trấn có 68 đơn vị bầu cử với 92 tổ bầu cử. Hiện nay, Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo Ủy ban bầu cử các xã thị trấn hoàn thành lập danh sách cử tri và tiến hành niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu với tổng số 36.981 cử tri. Đồng thời rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được quan tâm. Huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác đảm bảo an ninh, trật tự và đảm bảo an toàn xã hội, phục vụ công tác bầu cử cũng đã triển khai. Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải yêu cầu các ngành, phòng, ban chuyên môn tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử, tăng cường tuyên truyền về bầu cử, biên soạn tài liệu tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại các nhà văn hóa, thực hiện đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, xây dựng kế hoạch, các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để ngày bầu cử diễn ra thành công.